Chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình quay lại quay video tiếp theo. Thì video hôm nay mình muốn giới thiệu về cái phòng mà hiện tại ngày trước các bạn thấy là cái phòng này nó có cái vách ngay đây nè. Đó, thấy không? Các bạn thấy đây nó có cái vách. Đó, mình chia làm hai, xưa nó là bốn máy lạnh. À, bây giờ thì sau một thời gian mình làm mình thấy nó kém hiệu quả quá. Với lại mình muốn sản xuất hết công suất luôn, tức là như các bạn biết là khi mình làm thì mình thiết kế những cái phòng nhỏ nó vừa phải, cho nên mình mới ngăn ra cái phòng đó. Nhưng mà sau một thời gian thì hiện tại sắp tới mình có những cái lô hàng mới, cũng như là mình muốn tăng sản lượng lên để mình làm nhiều hơn, cho nên mình quyết định là tập trung cái phòng ở lại, bỏ cái vách này đi ha. Thì nó cái vách các bạn xem những cái video trước các bạn thấy rồi đó. Thì ở đây mình nói luôn tại sao mình làm vậy. Thứ nhất là mình muốn sản xuất nhiều, thì mình làm một lần nó rất là nhiều phôi, tức là một cái kệ này, như các bạn biết mỗi kệ này mình ra sáng, tức là ra một lần một tuần là nó ra được 2-3 kệ. Nên bây giờ hiện tại mình làm nhiều thì cho nên mình mới tách cái phòng, mình gộp cái phòng ở lại. Thì như các bạn biết, các bạn thấy ở đây có bốn cái máy lạnh, mà các bạn hôm nay mình quay thì mình nói là cái phòng mình đây coi, hiện tại cái nhiệt độ các bạn thấy là chưa mở đèn là 20 độ mà chúng ta chạy một máy lạnh. Mà khi các bạn mà mở đèn lên hết rồi á, thứ hai mình sẽ quay cái trường hợp mà mở đèn lên hết để cho các bạn xem nha. Hiện tại là mình mới mở một cái máy lạnh thôi nha, một cái máy lạnh độ mình mở lâu rồi, mình đang hiện tại mình đang test nhiệt độ đó, mấy cái máy lạnh mình đang không có mở, chỉ có một cái thôi. Một cái thì mình chạy như vậy thì các bạn nghĩ là đủ hay không? Không đủ nha các bạn. Khi mà chúng ta mở hết đèn lên, một cái máy lạnh không bao giờ đáp ứng đủ. Cho nên là mình quyết định là mình để một cái máy lạnh còn lại. Tức là tối thiểu cái phòng này nó chứa được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái kệ. Khoảng 8 kệ. Mình đây mình tính là khoảng 8 kệ thôi, không tính nhiều. 8 kệ mà trung bình một kệ, một cái cần này mình chứa được là khoảng 2,5 tới 3 giỏ ha. Một kệ này 6 giỏ, 6 tầng, 6 x 3 18 giỏ ha. 18 giỏ mà mỗi giỏ thì nó tương đương với lại một cái hũ phôi 24 hũ phôi như thế này. Các bạn nhân lên cho mình cái nha. Như vậy là mình để rất là nhiều. Thứ nhất phôi nhiều, thứ hai là cái diện tích nó thoáng, các bạn thấy lối đi nè. Đó. Chỗ mà máy lạnh vệ sinh nó dễ hơn nè, các bạn thấy lối đi rộng rãi hơn. Ngày xưa là cái phòng này mình mới làm cho nên cái lối đi rất là nhỏ, khó. Và thứ hai cái vệ sinh máy lạnh cũng khó nữa. Thứ ba là cái diện tích thông thoáng. Ngày xưa mình làm mình chưa để ý, mình cứ nghĩ là làm càng nhiều càng tốt, càng dài càng tốt, cho nên mình không có để ý cái trường hợp mà thông thoáng như vậy. Thì sau này mình làm mình mới hiểu là nó phải có một cái độ thông thoáng nhất định. Các bạn thấy không? Cái chiều cao từ cái đỉnh kệ đó mà lên cái tròn thì chưa tới 1 mét nữa, cho nên bạn tính tắt đèn khỏi chói. Các bạn thấy không? Cái kệ này thứ nhất là nó thấp hơn, mà từ đây lên tròn khoảng 1 mét đó, các bạn tính tối thiểu là phải 1 mét, tối đa là khoảng 1,5 mét là đẹp nhất. Các bạn thấy không, nó thoáng như vậy khi mình nuôi nó mới có hiệu quả. Mình làm cái phòng nó rộng, nó dư ra một xíu. Và thứ hai là lắp cái máy lạnh nữa. Các bạn làm các bạn nghĩ là một cái nó đủ lạnh rồi, nhưng mà khi mà cái đèn chạy lên thì mình đảm bảo là các bạn thấy nó 21 độ, một cái máy lạnh là không duy trì đủ cái nhiệt độ mà nó lạnh hết trong phòng đâu. Bạn đừng nghĩ như vậy nha, các bạn lắp nên dư ra. Thì đối với trường hợp này mình có 3 cái máy lạnh, 4 cái máy lạnh, mình sẽ chạy luôn phiên thôi. Thì mình nếu mà chạy tối đa cái phòng này mình sẽ mở 3 cái máy lạnh.
Còn cái nào thì tùy các bạn tính hơn. Còn nếu mà ngày xưa mà mình lắp thì mình sẽ lắp còn hai cái máy lạnh hai ngựa là được rồi, tức là tổng là bốn ngựa. Còn hiện tại là nó đây có 4 cái mà mỗi cái ngựa rửa thì nó còn 6 ngựa dư, hơi bị dư. Rồi. Thời đợt tới mình sẽ quay cái video tiếp theo về cái phòng này khi mà mình bật đèn lên rồi ha. Các bạn coi là cái nhiệt độ nó như thế nào. Đó. Đối với những cái phòng lớn thì mình phải bố trí làm sao cho nó đều, thứ hai là thứ nhất là đều mới lạnh, thứ hai là đều nhiệt độ. Đó. Tránh trường hợp là chỗ cao chỗ thấp, tránh trường hợp nó chênh lệch quá 1 độ, tại vì khi mà các bạn chỗ thì thấp quá chỗ mà lạnh quá thì cũng không được, nó không đều nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong cái video phần 2. Rồi xin chào.